ga tàu thủy Bạch Đằng buổi đêm. Hello, đang đi đâu đây? Tới bằng siêu xe hả? Hôm nay là 24 giờ. Hôm nay coi gì đẹp đi dẫn đi đâu. Wow, ở đây hả? Ở đây đứng đây chụp hình cái coi. Đó, qua tàu bus này nè, taxi nước nè, này với taxi nước nè. Oh, rồi. Thành phố về đêm. Vô tới vòng đây nè, bây giờ thấy sao? Đây bán đồ. Mình mới làm sao? Có bán bảo hiểm đúng không? Bảo hiểm mất xỉu. Ok, đây có một cái menu nữa. Mình sẽ coi cái menu này, coi thử mình có trụ được bao lâu mấy giây. Hello. Hello, tao rồi, bình tĩnh chưa? Cho anh hay đi ken đi. Anh đi ken á, dùng ken hồi ken nhôm á. Ken đó ken chai hả? Dạ ken chai. Ken nhôm là ken nhập nó tự sẽ ngon. Ken ken đó là ken bạc đó hả? Đúng rồi. Là cái chai màu nhôm á, màu bạc 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 á, còn ken thường ken xanh lá cây mà trong suốt. Ồ ken thường đó. Ken thường hay nha. Ừ dạ. Ừ, tại vì cái ken bạc thì nó lạc á. À lạc. Uống đua ra thử ai uống được nhanh nhất à? Thôi chú á. Nước gì vậy? Cam. Không bỏ một viên đường. Đúng rồi. Một hạt đường mà không cảm nhận được. Có một cái chỗ vậy á. Cái thuyền, cái thuyền phải đậm tàu, tàu mà để chạy 2 tiếng từ cách trên sông của mình đó là 30 triệu. 30 triệu giờ. Nó không cho 2 tiếng kìa. Là khách cuối cùng trăm triệu. Dạ. Ví dụ nha, ví dụ là em tính riêng là cái tiền mà phải đồng tiền là 30 triệu để được 2 tiếng trên sông. Và tiếp theo là mình sẽ có những cái bất kẹt như là phim flow nước, rồi phim flow đồ ăn thì đó là cho những cái lúc đầu giờ khách mình tới mình ăn uống trước là có bất kẹt riêng mọi người bao nhiêu tiền. Và tiếp theo là mình sẽ xếp menu trong đó là người sẽ bao nhiêu tiền tùy với khách. Nếu mà chỉ đi kèo nhiều thì lời. Okay, đi.
A few minutes later. Ba con bồ, con vua. Lát. Hai ba. Ủa, gà đóng dẹp. Gà ri biệt. Vô đây là bò. Cơm giấy. Gà ri biệt. Cơm giấy. Bỏ nước cục vào được hả? Món này là món gì đây? Món sườn. Sườn, sườn heo. Mỡ hành, đậu phộng. Đậu phộng, đậu phộng. Bò cho mình để bên trong. Ờ, để bên kia. Giới thiệu cho người biết cái bò này phải được massage cho nó 3 lần trong vòng 1 ngày. Phải cho nó tắm 10 lần trong vòng 1 ngày và massage nó 7-9 lần. Món này là món gì đây? Món bò tái. Ơ lộn, bò ơi. Bò nướng. Quay nhìn giống như là một ký máy luôn. Cơm gì nè? Cơm chiên dương châu. Cái cơm này giống như đi ăn Hàn Quốc. Cơm gì ạ? Cơm trứng. Rồi, cái này là phù hợp với lại anh Bin luôn. Cũng phù hợp với con. Rồi vô. Thị sướng tụi ăn mừng trước cái đi. Đây là cuối tuần. Ăn này xong là trả mấy chục triệu luôn. Hôm nay đâu cái vụ gì mà chơi bao giờ nhiều vậy? 24 giờ chỉ chơi bao giờ thôi, chứ không chơi. Còn vô như lộn quán rồi đó. Quán này đúng quán ốc không? Lộn mẹ quán ốc à. Waterbird kìa, đi Waterbird đi ăn chặt á. À, để kêu bia. Thôi vô một cái đi. Rồi từ từ đó kêu ra. Ở đây rồi cứ chậm chậm rồi. Hết sức bình tĩnh rồi. Thêm tuổi hay một dĩa rồi. Ok. Em thấy nó không dở. Ngon quá. Ờ quên cho anh chai bia. Dạ anh đang lấy ở đây. Dẫn á. Sáng giờ đi sao rồi gặp toàn là salad không? Cho anh xe nước suối nha. Rồi, em rót thêm suối cho mình nha. Cơm mà giống cơm của Hàn Quốc không? Dạ đúng rồi, anh là nó đó. Cái này là kim bắp. Cái này thực tế là mình có bò Wagyu bên trong này. Bò con lấy cái dao, con heo, con chim vô con cạp. Thì phù hợp với mấy đứa này không? Dạ đúng rồi, mình người lớn ăn cũng được, anh cứ tùy nó lại. Được phải không? Để đây trước nha.
Rồi giờ anh thịt này còn một miếng nữa mình lấy anh em dọn cái này cho nó rồi. Rồi dẹp anh đi. Cái này còn một phần nữa mình lấy rồi. Ừ rồi. Có 54 mét vuông thôi. Mì xào giòn hả? Cái bài đọc lòng 50. À, phở xào hả? Rồi view ra ngoài đường nọ. Thôi vô. Tầng 5. Thử miếng thịt bò này coi. Thầy sốt tiêu à. Ngon mà mệt. Ồ, này á. Nhìn cái view à, bớt dấu à. Chóc nhà đó quá trời. Uống gì vậy, đủ đế hả? Hay gì vậy? Giới thiệu lên coi. Uống đi, uống gì lại vậy? Wow, uống đủ đế hả? Rồi đó đi. Nhưng mà cái này là cà ri hả? Rồi. Lần đầu ăn con này á. Ăn vẹm. Vẹm à? Vẹm xanh mà. Nhưng mà lần đầu á. Thôi ăn đi. Đúng rồi. Đôi lúc mà cái chiêu trò gì không quan tâm. Mà miếng lẩu ăn nhiều quá.